Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý của đi thai người đừng tiếc. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm giáp thìn 2024 có nói sự mất mát của cải trong tháng này cũng là vì gánh hạn thai bàn đừng tiếc nuối về những thứ đã mất. Mặc dù gặp nhiều rắc rối về mặt tiền bạc của cải do trại hào hùng tình ảm hại nhưng trời cao cỏ mắt những chú chuột hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình có thể vượt qua mọi vận hạn nhờ các tinh chạy thần hỗ trợ khi bước sang tháng năm âm lịch này là tháng để nâng cao quyền lực và địa vị của bạn và đã đến lúc người tuổi tỷ thể hiện năng lực của mình để những kẻ đặt điều nói xấu về bạn phải im lặng trong sự xấu hổ Tháng 5 âm lịch không quyển khích đường sổ mạnh miệng tranh cãi sầu xét với bất cứ ai vì làm như vậy khiến cho bản thân tổn phước, mất đi vận may rất nhanh. Hãy sống lương thiện, nhân ái trời cao có mắt, ác xẻ, an bài cho bạn nhận hưởng đi tốt nhất. Sự mất mát của cãi trong tháng này cũng là vì gánh hàng thai bàn, đừng tiếc nuối vì những thứ đã mất xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng canh ngọ, một tháng đầy thử thách đối với những người sanh năm tỷ. Trong tháng này, con giáp người tuổi tỷ luôn phải tỉnh táo và lạc quan, dũng cảm đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội khác nhau trong cuộc sống. Chỉ bằng cách dũng cảm đối mặt và không ngại khó khăn, chúng ta mới có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao và đạt được thành công lớn hơn. Tử vi hãng năm âm lịch nhắc nhở người tuổi tỷ cần phải duy trì thái độ làm việc khiêm tốn, thực dụng và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn. Bạn không thể tránh khỏi những sai sót bất ngờ trong công việc nhiều người chắc chắn sẽ hoảng loạn và bỏ rỗi rồi tục ý chỉ. Nhưng bạn cần phải tự động viên bản thân và không được bi quan thì mới thoát được ải thử thách trong tháng 5 âm lịch này. Đầu tháng không nên đầu tư làm ăn lẫn, không đi đường quá xa, không lui đến những nơi có âm khí nặng vì rất ảnh hưởng tới vận khí của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính Điều đầu tiên phải nổi cho những chủ trượt biết là con đường tài lộc của bản mệnh trong tháng 5. Đó là tháng này, bạn đừng mong tích cực nhiều tiền, giữ được tiền là ổn định bên cạnh mình là đã là phước lắm rồi. Có thể nói tháng năm cực kỳ nhiều biến động về tiền đối với những chủ trượt sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xảy đến bất ngờ liên quan tới gia đạo, khiến cho bạn phải rút tiền tiết kiệm hoặc bản vàng để lo liệu. Các bạn trẻ có thể cân nhắc tìm kiếm một phương pháp đầu tư ổn định, kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình, bớt mua hàng trên mạng để cuối tháng không phải đi vay mượn người khác. Bạn nào mới mua xe thì nên bảo quản cẩn thận khi mang xe ra ngoài đường coi chừng mất trộm. Ai sắp mua nhà, mua đất thì nên nhờ người thân tư vấn ý kiến để không bị mắc bậy kẻ xấu. Tiền chứ không phải rác nên phải cứ việc gì liên quan tới tiền đều phải cẩn thận từng chút một. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Với những người sanh năm tỷ còn độc thân, khi bước sang tháng canh ngọ sẽ là thời điểm thích hợp để dũng cảm theo đuổi tình yêu họ nên mở lòng dũng cảm bày tỏ tình cảm tích cực tham gia các hoạt động xã hội và kết bạn mới với người khác giới còn những ai đã có bạn đời cần giao tiếp nhiều hơn để nâng cao sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau đồng thời cùng nhau tạo nên bầu không khí lãng mạn về tình yêu để trở nên ngọt ngào và bền chặt hơn nhắc nhở những bạn nữ đã lập gia đình nên chăm sóc bản thân nhiều hơn dù phát hiện nửa kia không trung thủy như kỳ vọng nhưng bạn có làm ầm lên thì cũng chẳng giải quyết được điều gì đầu lại vào đỏ việc các bạn nên làm vào tháng này đó là chăm hành thiện và yêu thương bản thân mình chăm lo cho con cái thay vì để tâm tới những sai sót của nửa kia có như thế, người ấy mới nể bạn và không giảm làm gì quả đáng với bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Mặt sức khỏe của người tuổi tỷ đặc biệt cần chú ý tới thói quen ăn uống, duy trì lịch trình tập thể dục, thể thao đều đặn, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và ít ăn đồ dầu mỡ, đồng thời người tuổi tỷ cũng cần phải chú ý tới sức khỏe tinh thần của mình, duy trì thái độ tốt, tránh lo lắng, căng thẳng quá mức, kẹo những bệnh liên quan tới thần kinh lại tái phát. Chỉ với sự cân bằng lành mạnh giữa cơ thể và tâm trí, những chủ chuột mới đủ sức đề đổi mặt tốt hơn với những thử thách của cuộc sống. Đừng tiếc tiền đầu tư cho sức khỏe. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỷ vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. Một Tuổi mậu Tỷ mệnh hỏa, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Tiền bạc hao tổn nhiều, chuyện gì cũng đến tay mình lo liệu. Quý nhân phù trợ tuổi sổ tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cam. 2 tuổi canh tỷ sinh năm 1960, mệnh thổ, nam sao thổ tủ, nữ sao phân ngẩn, khẩu quyết. Sổ vất vả lúc nào cũng phải bồn ba, lăn lộn với công việc. Quỹ nhân phù trợ, tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu xám, màu nâu. 3. Tuổi nhầm tỷ sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết không nên vội vàng tin lời kẻ khác coi chừng mất tiền quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi thân tiểu nhân tuổi giàu tuổi mão màu sắc may mắn màu đen màu xanh lá 4. tuổi chấp tỷ mệnh kim nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết hãy hạn chế nghe người ngoài đồn đoán linh tinh quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi sửu tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh dương. Năm, tuổi bính Tỵ, sinh năm 1996, mệnh thủy. Năm sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Tâm trạng không được ổn định, nhiều lúc hay nghĩ bi quan một cách đáng sợ. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu ghi.